Collagen Shiseido hiện nay có những loại nào? Những gì cần lưu ý khi sử dụng collagen Shiseido? Trên thị trường hiện nay thì có rất là nhiều loại collagen Shiseido hàng giả. Vậy thì nên mua ở đâu để được hàng chuẩn và chính hãng? Tất cả những vấn đề băn khoăn của chị em ở trên thì sẽ được Hoa Beauty chia sẻ chi tiết trong video này nhé. Mọi người hãy cùng chú ý đón xem. Trước tiên thì Hoa Beauty xin giới thiệu tới các chị em những thành phần chính của collagen Shiseido. Thì dòng sản phẩm này được chiết xuất collagen từ cá, nhân sâm, lá Eucomia, mannitol và canxi sữa. Ngoài ra thì còn có chiết xuất trái cây amra, chanh, ornithin, GABA, sữa ong chúa, khoai tây, chiết xuất ngọc trai, lố mạch, vitamin C, HVC và gelatin. Hiện nay thì Shiseido có rất là nhiều dòng collagen đang hot trên thị trường. Phải kể tới đầu tiên như là dòng Shiseido The Collagen, thì đây được coi như là dòng cơ bản nhất, có hàm lượng collagen thấp nhất trong các dòng collagen của Shiseido. Tuy nhiên thì lại rất là thích hợp dành cho bạn nữ nào muốn phòng chống lão hóa da từ sớm. Sản phẩm này thì có 4 dạng là dạng nước, dạng viên, dạng bột và dạng bột bổ sung trái cây. Dòng thứ hai đó là collagen Shiseido EX. Dòng này thì có hàm lượng collagen cao hơn so với loại cơ bản trên, được Shiseido khuyên dùng cho các bạn có mức độ lão hóa da trung bình, thường là 25+. Thứ ba là dòng collagen Shiseido Enrich. Thì đây là sản phẩm collagen có hàm lượng collagen cao nhất của Shiseido, cao gấp 5 lần loại EX, thích hợp cho phụ nữ trung niên trên 35 tuổi, người có làn da chảy xệ nặng. Sản phẩm thì có dạng viên và dạng nước. Tiếp theo nữa đó là dòng The Collagen Shiseido Relaxer. Thì ngoài collagen hàm lượng ngang với dòng EX, thì Relaxer còn bổ sung thêm chất xuất từ tinh chất lá cây khế, trái cowberry, một loại quả màu đỏ được trồng nhiều ở phía Bắc châu Âu, và chất xuất trái amla là những tinh chất lấy từ thiên nhiên và tốt cho sức khỏe cũng như là sắc đẹp của phụ nữ. Thành phần bổ sung trong collagen thì đều được chế biến với các hương vị trái cây thơm ngon và dễ uống, kích thích vị giác của người dùng. Sản phẩm này thì có dạng nước, dạng viên và còn có thêm dạng thạch nữa. Một dòng nữa của Shiseido đó là collagen Shiseido Rich. Dòng này thì có hàm lượng ngang với dòng Enrich và tăng cường thêm thành phần coenzyme Q10 cũng như là các loại vitamin giúp cho làn da thêm tươi trẻ mỗi ngày. Đặc biệt là nhờ hương vị mới từ trái cây thiên nhiên nên sản phẩm càng kích thích thị hiếu tiêu dùng collagen của chị em phụ nữ hiện nay. Sản phẩm này thì có dạng nước và dạng viên. Và cuối cùng là dạng nước uống trắng da collagen Shiseido Pure White. Thì Pure White giúp bổ sung collagen và các dưỡng chất, vitamin làm trắng da, thích hợp cho những ai muốn da trắng mịn, đồng thời còn chống lão hóa da. Sau một thời gian thì làn da của chúng ta sẽ trở nên căng mịn hơn, lỗ chân lông nhỏ lại, lớp make up thì đẹp hơn do làn da đã được tái tạo và trắng một cách tự nhiên. Sản phẩm này thì có dạng nước và dạng viên. Chất lượng của Shiseido Collagen có lẽ là điều không cần bàn cãi. Tuy nhiên thì với những bạn mua hàng lần đầu thì sẽ khó để phân biệt được hàng giả cũng như là hàng thật. Dưới đây sẽ là một số lưu ý để giúp các bạn mua được hàng thật chính hãng. Thứ nhất đó là bạn nên check mã vạch. Chúng ta chỉ cần tải app check trên điện thoại về và tiến hành kiểm tra. Sau khoảng 2 giây thì màn hình sẽ hiển thị thông tin về sản phẩm. Nếu như là hàng giả thì sẽ không có bất kỳ thông tin nào được hiện lên. Thứ hai đó là chúng ta nên chú ý đến thiết kế vỏ ngoài. Người Nhật thì thường thiết kế sản phẩm rất là chi tiết và tỉ mỉ. Chính vì vậy, nếu như hàng mà bạn mua không có nhãn mác, hộp collagen bị bóp méo, không chắc chắn thì rất có thể đây là hàng kém chất lượng. Nhưng mà hiện nay thì việc làm giả sản phẩm khá là tinh vi nên việc phát hiện bằng cảm quan rất là khó. Vậy nên quan trọng nhất đó là nên chọn mua ở đơn vị phân phối uy tín. Tiếp theo thì để chị em có một cái nhìn khách quan nhất về sản phẩm, Hoa Beauty xin được đưa tới một số phản hồi của khách hàng đã sử dụng Shiseido. Thì trên màn hình có xuất hiện một câu hỏi và một câu trả lời. Bạn Thanh Hà có đặt câu hỏi đó là sau khi sinh hai nhóc thì đã da mặt đã trở nên xấu xí, thâm nám cũng như là kém săn chắc hơn. Thì bạn đã được tư vấn dùng collagen dạng uống của Shiseido để cải thiện tình hình. Và bạn muốn hỏi đó là có mẹ nào đã dùng sản phẩm này thì có thể tư vấn giúp cho bạn về hiệu quả, cách dùng cũng như là mức giá. Thì có một câu trả lời đã được gửi đến bạn Thanh Hà, đó là collagen Shiseido chỉ dùng để chống lão hóa cũng như là chống nhăn là tốt, còn như nếu mà có thâm nám thì nên dùng sản phẩm khác. Còn đây là những đánh giá của khách hàng đã trực tiếp mua và sử dụng sản phẩm. Thì mọi người có thể quan sát hầu hết các đánh giá thì đều cho 5 sao. Khách hàng đầu tiên thì có chia sẻ đó là sản phẩm này là collagen chiết xuất từ da cá hồi.
Theo như công dụng thì sẽ giúp sáng màu da, hỗ trợ làm mờ các vết nhăn. Về giá thành thì bạn thấy khá là rẻ so với mặt bằng chung của những sản phẩm collagen khác. Còn về chất lượng thì sau 3 tháng sử dụng liên tục, bạn thấy tác dụng rất là đáng kể. Da mềm mịn hơn, căng hơn, thâm mụn thì có giảm và nhìn chung là sản phẩm này dùng ổn. Bạn khách hàng thứ hai thì có chia sẻ, đó là bạn thì vốn không tin vào các sản phẩm thực phẩm chức năng nội địa. Thích cái gì thì phải có chứng nhận quốc tế mới an tâm. Nhưng mà loại này thì cả mẹ và dì bạn uống đều khen có tác dụng giữ ẩm và bắt bạn uống cho bằng được. Sau khi sử dụng thì bạn có cho biết đó là loại collagen này chiết xuất từ collagen cá, có các loại vitamin bổ dưỡng, chống oxy hóa cho da rất là tốt. Uống xong thấy da hồng hào, móng tay móng chân thì chắc hơn và các vết tàn nhang thì cũng cải thiện hoàn toàn. Ở trên web Trẻ Thơ thì cũng có một vài review của khách hàng, đó là cũng uống collagen Shiseido EX thì đó là dạng nước. Mà từ hồi uống thì ai cũng khen da đẹp lên trông thấy và bạn này thì có khuyên là mọi người nên dùng thử sản phẩm này. Nhìn chung thì ở trên web Trẻ Thơ mọi người cho những phản hồi khá là tích cực về dòng sản phẩm và dòng sản phẩm này cũng được tìm kiếm rất là nhiều. Như vậy thì mọi người có thể thấy collagen nói chung và collagen Shiseido nói riêng được quan tâm rất là nhiều. Vậy thì tác dụng thực sự của collagen trong cơ thể của chúng ta là gì? Có thể nói là 70% cấu trúc da của chúng ta là collagen. Và collagen là thành phần chính của các mô liên kết, có khả năng đàn hồi cũng như là chịu lực rất là cao. Collagen tạo nên cấu trúc nâng đỡ bền vững và dẻo dai cho da, giúp da được đàn hồi, săn chắc và căng mọng. Từ sau 20 tuổi thì lượng collagen trong cơ thể của chúng ta sẽ giảm dần. Mỗi năm thì cấu trúc collagen giảm đi khoảng 1,5% về khối lượng, khiến cho làn da dần mất đi vẻ mịn màng và có thể xuất hiện những nếp nhăn. Do đó thì việc bổ sung collagen là rất cần thiết để giúp chị em phụ nữ kéo dài tuổi thanh xuân, giữ làn da luôn trẻ trung và tươi mát. Nếu như thiếu collagen thì hậu quả là gì? Thứ nhất, sự suy giảm về số lượng và chất lượng sợi collagen sẽ gây nên tình trạng lão hóa da, làm thay đổi những đường nét trên khuôn mặt. Ngoài ra thì nếp nhăn cũng sẽ xuất hiện, khiến cho mí mắt sụp, lỗ chân lông thì nở rộng hơn. Da của chúng ta sẽ khô lại, nhiều nếp nhăn, sạm, nám và màu sẽ không còn đồng đều nữa. Và ba vòng của cơ thể thì cũng sẽ không thể săn chắc, cũng như là có dấu hiệu chảy xệ so với trước đây. Vậy thì giải pháp chống lão hóa da là gì? Thứ nhất đó là chúng ta nên tăng cường các chất chống oxy hóa như là vitamin C, vitamin E, beta-carotene và bổ sung lại lượng collagen thiếu hụt để giúp phục hồi cấu trúc collagen từ bên trong. Riêng về dòng collagen Shiseido thì có rất là nhiều điểm vượt trội hơn so với những dòng collagen thông thường. Và sau đây thì Hoa Beauty xin giới thiệu tới các chị. Thứ nhất đó là collagen Shiseido thì tăng sự đàn hồi cấu trúc da từ bên trong, ngăn chặn quá trình lão hóa da bởi tác động của tuổi tác. Ngoài ra thì sản phẩm còn bổ sung lượng collagen HA và GABA hoàn chỉnh giúp cho da trẻ hóa, gia tăng sự đàn hồi cấu trúc da từ bên trong, ngăn chặn tiến trình làm lão hóa da bởi tác động từ bên ngoài, liên tục thúc đẩy sự tuần hoàn sản sinh mô mới cũng như là làm cho da luôn chắc khỏe và căng mịn. Ngoài ra thì tinh chất sữa ong chúa có trong sản phẩm là sự tổng hợp hoàn hảo các vitamin nhóm B, ngoài ra còn có vitamin A, C, D, E, protein, lipid, cùng với 18 axit amin và các khoáng chất thiết yếu, đặc biệt nuôi dưỡng và tái tạo từng tế bào trong cơ thể, giúp cho da được mịn màng, hồng hào, làm cho móng và tóc của chúng ta vừa chắc khỏe và vừa bóng mượt. Ngoài tác dụng làm đẹp da rõ rệt, thì sử dụng thường xuyên sản phẩm còn giúp nâng cao sức đề kháng, đặc biệt là tốt cho người làm việc căng thẳng và thiếu ngủ. Và sau đây thì Hoa Beauty xin giải đáp thêm một số băn khoăn của chị em về sản phẩm collagen Shiseido. Thứ nhất đó là câu hỏi, uống collagen Shiseido bị nổi mụn thì có sao hay là không? Thì Hoa Beauty xin trả lời đó là uống collagen Shiseido bị nổi mụn là vấn đề không hề hiếm gặp. Đây không phải là loại collagen do cơ thể tự sản sinh nên đôi khi chúng ta có thể gặp phải sự kích ứng. Tình trạng này thì có thể xảy ra với bất kỳ ai, đặc biệt là những người có cơ địa nhạy cảm, nóng trong người. Tuy nhiên thì hiện tượng này cũng không quá nguy hiểm nên là chúng ta không cần lo lắng quá nhé. Chỉ cần ngưng sử dụng sản phẩm thì hiện tượng nổi mụn sẽ dần biến mất thôi. Tiếp theo đó là câu hỏi, sử dụng collagen Shiseido bao lâu thì ngưng? Thì nhiều bạn có suy nghĩ đó là sử dụng collagen càng lâu thì càng tốt. Suy nghĩ này thì hoàn toàn sai lệch, bởi vì khi uống quá nhiều thì cơ thể sẽ bị quá tải và tự đào thải do không hấp thụ hết. Theo như hướng dẫn của nhà sản xuất thì chúng ta chỉ nên sử dụng sản phẩm trong khoảng từ 2 đến 3 tháng. Và chúng ta nên ngưng uống trong khoảng 2 đến 3 tháng trước khi bắt đầu một liệu trình mới. Khoảng thời gian này thì giúp collagen phát huy tối đa công dụng, đồng thời cũng là lúc để cơ thể chúng ta nghỉ ngơi, thư giãn sau một liệu trình.
Cuối cùng đó là collagen Shiseido thì mua ở đâu và giá bao nhiêu? Loại collagen này thì được sản xuất tại Nhật Bản nên là chúng ta có thể mua ở các trung tâm thương mại lớn tại xứ sở hoa anh đào. Ngoài ra thì chúng ta cũng có thể tìm mua ở những shop uy tín hay là những shop chuyên order hàng ngoại. Tuy nhiên thì hiện nay trên thị trường hàng giả hàng nhái đang tràn lan nên là chúng ta cần chọn cho mình những cơ sở thật là uy tín để tránh gặp phải tình trạng tiền mất tật mang. Và vậy là video trên thì Hoa Beauty đã chia sẻ với mọi người về collagen Shiseido. Mong rằng đã giúp ích cho mọi người. Ngoài collagen Shiseido thì bên Hoa Beauty có làm video để chia sẻ về những dòng collagen hot nhất và tốt nhất trên thị trường. Để được tư vấn cụ thể thì mọi người có thể để lại comment hoặc là liên hệ trực tiếp tới hotline Zalo 0985229900 hoặc là truy cập vào website hoabeauty.vn. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe video. Hãy ấn like và chia sẻ ở mỗi video nhé. Cũng như là đừng quên nhấn subscribe để ủng hộ cho Hoa Beauty nữa nhé. Hẹn gặp lại mọi người ở trong những video tiếp theo.